Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bà Đặng Thị Linh Trang có mối quan hệ và giàu có đến mức nào? Tôi là người có tiền, ít ra phải được ở bệnh viện trợ giấy. Đó là lời của bà Đặng Thị Linh Trang, một ca bệnh đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận, ném đồ đạc chửi rủa bác sĩ, chê đồ ăn dở, hỏi gì cũng không trả lời, tuyên bố một câu xanh dơn. Tôi là người có tiền, ít ra phải được ở bệnh viện trợ giấy. Tình hình là đêm hôm trước trốn viện nhưng bị bắt lại còn đang dọa sẽ kiện ra tòa đố mọi người biết bệnh nhân này là ai và hiện là một con người như thế nào, có một thế lực như thế nào. Hất cùn thế này, cẩn thận xong dịch, quan trên lại bế đi đấy cô ơi. Con người chứ không phải là con gì đâu mà làm như vậy. Theo tính toán của nhà đầu tư VN bà Đặng Thị Thanh Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Trang, sở hữu trong tay ít nhất gần 30 tỷ Việt Nam đồng. Dữ liệu này mới chỉ là tính toán theo số góp của bà ta tại một vài doanh nghiệp. Lãnh đạo Bộ Y tế tỉnh Bình Thuận nói bệnh nhân thứ 34 rất phức tạp. Bệnh nhân thứ 38, con dâu của bệnh nhân thứ 34 phải chờ xếp bệnh nhân này tác động mới chịu đi cách ly. Sau chuyến đi Mỹ trở về, bà Đặng Thị Linh Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Minh Trang, dương tính với chị Vi 19 vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 và trở thành chị Vi thứ 34 ở Việt Nam. Theo thông báo ngày 10 tháng 3 của Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà Trang đi ô tô riêng về thẳng nhà mà không ghé đâu. Trong 7 ngày từ khi về nước đến lúc nhập viện ngày 9 tháng 3, nữ doanh nhân ở nhà rất ít ra công ty Bà chỉ tiếp xúc với một vài người nhà và nhân viên bán hàng tại công ty gồm 17 người, sau đó bà khai lại tới 21 người. Trong thực tế thì bà này khai lòng vòng vì có những mối quan hệ cực kỳ chằng chịt và cực kỳ bê bối cho nên bà đã phải giấu đi những khoản mà không muốn cho ai biết đến, đó là bà có bồ nhí và phi công trẻ tại Sài Gòn. Vào ngày 3 tháng 3, bà còn gặp trực tiếp 4 nhân viên ở văn phòng và showroom tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay hai nhân viên đã dương tính với chị Vi và đang được điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngành y tế Bình Thuận đang hoàn tất và hoàn toàn bất ngờ về những thông tin này mà bà cứ giấu canh co làm cho những ca bệnh từ F1, F3, F4 trở nên cực kỳ phức tạp. Đến chiều ngày 14 tháng 3, qua nhiều lần lấy lời, lấy lời khai y tế, tỉnh Bình Thuận đã xác định thêm một số trường hợp khác tổng cộng có 31 người từng tiếp xúc trực tiếp gần với bà này và 100 người thuộc diện F2. Bà Đặng Linh Trang là cái tên nổi danh với doanh nhân phía Nam, bà được biết đến là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh môi giới bất động sản, xây dựng nhà các loại, dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho chứa hàng giáo dục và nhiều ngành nghề khác. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang thành lập ngày 25 tháng 12 năm 2003, hiện đóng trụ sở chính tại E5 Tuyên Quang, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2018, bà là cổ đông lớn nhất doanh nghiệp khi góp 7,5 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với khoảng 75%. Phần 25% góp vốn còn lại thuộc sở hữu của ông Nguyễn Chí Minh sinh năm 1964, doanh nhân có cùng hộ khẩu thường trú với bà Linh Trang. Theo tìm hiểu, doanh nhân họ Nguyễn đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Minh Đại Dương cũng có trụ sở tại E9 Tuyền Quang, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, tính đến ngày 5 tháng 11 năm 2016, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,7 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm có Nguyễn Chí Minh 70%, Đặng Thị Linh Trang 30%. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang, bà Linh Trang cũng đang là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội Minh Trang. Lĩnh vực chính hoạt động của tổ chức khác chưa được phân vào đâu. Doanh nghiệp có vốn 6 tỷ đồng, trụ sở tại khu phố 2 phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Phan Bình Thuận, lĩnh vực buôn bán thực phẩm, đóng trụ sở tại L92 Tôn Đức Thắng phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bà Linh Trang là người đại diện theo pháp luật, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2019, vốn điều lệ công ty đạt 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Linh Trang 50%, Trần Ngọc Hằng 30%, Đặng Ngô Đình Khanh 10%, Trần Thiện Hòa 10%. Không những thế, bà còn sở hữu 50% vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà Nam Thành, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại, tương đương với giá trị 5 tỷ đồng và 50% phần vốn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và đầu tư quang tiến. Lĩnh vực chính là bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên danh tương đương với 10 tỷ đồng. Bà Đặng Thị Linh Trang, chị Vi thứ 34, trú tại tỉnh Bình Thuận đang được gọi là cái tên khác là siêu lây nhiễm. Nhờ công đức của chị mà tới thời điểm hiện tại chúng ta có thêm 9 ca nhiễm bệnh có liên quan trực tiếp với chị cái người ta nói đến đây không phải là chuyện bị nhiễm bệnh. Vì điều này chẳng ai muốn, nhưng điều khiến cho người ta bức xúc chính là việc người phụ nữ này đã khai gian dối thông tin điều trị. Tại cơ sở điều trị siêu lây nhiễm liên tục thay đổi lời khai về triệu chứng bệnh và nơi điều trị khiến cho công tác điều tra người bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Những lời khai gian dối như sau: "Chị khai trong quá trình lưu trú ở Mỹ không nhớ rõ mình ở quận nào, tiếp xúc với ai và có triệu chứng ho sốt." Tiếp đến, chị ta còn khai rằng khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, khi và khi di chuyển thẳng về nhà bằng xe riêng do một tài xế, đồng thời khẳng định là khi về đến trước lúc nhập viện chỉ ở nhà và lên công ty riêng. Trong thời gian trên chị ấy đã có những triệu chứng ho, khạc đờm nhưng tự ở nhà mua thuốc uống, không rõ thuốc gì, liên tục trong những ngày sau đó sốt, đau rát họng và đến ngày 9 tháng 3 mới nhập viện điều trị. Ngoài ra chị còn không khai báo đầy đủ lịch trình và những người từng tiếp xúc với mình trong thời gian ủ bệnh. Việc này gây ra rất nhiều khó khăn cho địa phương. Tuy nhiên sau thời gian sát thực cơ quan chức năng mới tá hỏa phát hiện người phụ nữ này đã di chuyển đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người và một trong số đó được xác định dương tính với chị Vi-19. Đơn cử như việc bệnh nhân khai rằng khi xuống sân bay thân nhất là di chuyển thẳng về nhà riêng, tuy nhiên sau này mới phát hiện bệnh nhân từng ở lại thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu với bồ nhí, tức phi công trẻ. Khi về đến thành phố Phan Thiết, ngoài nhà riêng và công ty, chị ta còn chuyển đến nhiều nơi ăn uống, trong đó có họp mặt nhiều doanh nhân trên địa bàn. Giờ mới nhận ra rằng dịch bệnh không phân biệt giàu nghèo, nên nếu giàu nhưng mà ý thức kém như thế thì dính bệnh vẫn là điều hiển nhiên chị Trang ạ. Nhưng chỉ xin chị, nếu còn có chút lương tâm thì hãy trung thực với cơ quan điều tra, Tôi sợ phải đọc những bài báo về người tiếp theo dương tính có liên quan tới chị. Chị có tiền, chị có quyền, có phi công trẻ, bổ nhí đó là chuyện riêng của chị. Chị khai báo trung thực thì sẽ tốt cho cộng đồng và cho những người thân của chị mà thôi. Nữ doanh nhân này đi từ nơi bùng phát dịch bệnh có triệu chứng nhiễm bệnh nhưng vẫn tiếp tục đi lại và ăn ở khắp mọi nơi. Hiện tại đã có 9 người nhiễm Covid-19 liên quan tới bệnh nhân thứ 34 và con số này còn có thể tiếp tục tăng đây được coi là một trường hợp siêu lây nhiễm ở Việt Nam và tiếp tục tiếp xúc rộng và lây lan nhiều hơn nữa ở các dạng như F1, F2, F3, F4 và F vân vân tiếp theo. Bệnh nhân thứ 34 nhiễm trị vi 19 ở Việt Nam có tên rất dài và rất khó đọc Đặng Thị Linh Trang, 51 tuổi. Người này là bệnh nhân trị vi 19 đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận và là ca thứ 34 của Việt Nam. Bà Linh Trang là cái tên nổi danh trong giới doanh nhân phía Nam khi bà là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang. Doanh nghiệp này hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh vật liệu xây dựng, môi giới bất động sản, xây nhà, xây dựng nhà cửa, các loại và giáo dục ngành nghề vân vân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003 với trụ sở ở E9 Tuyên Quang, phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. Bà Linh Trang là cổ đông lớn nhất với 75% cổ phần và một người nữa chiếm 25% cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Chí Minh sinh năm 1964. Ngoài ra bà Linh Trang cũng là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội Minh Trang. Công ty này có vốn điều lệ 6 tỷ đồng và trụ sở ở khu phố 2 phường Phú thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận Không chỉ vậy, bà còn là người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Phan Bình Thuận Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm với vốn điều lệ 10 tỷ đồng Cùng với đó, bạn còn sở hữu tới 50% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nhà Nam Thanh và 50% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ và đầu tư quang tiến theo nhiều nguồn tin, bà Linh Trang đã lây nhiễm chị Vi 19 cho 9 người trong khoảng chỉ vỏn vẹn có 10 ngày, đó là lây F1, lây trực tiếp, và con số này có thể sẽ tăng theo thời gian. Theo ghi nhận, thì ngày 22 tháng 2, nữ doanh nhân này bay từ Việt Nam sang New York, Mỹ, quá cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc trong 3 giờ. Tiếp theo, bà Linh Trang bay từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 29 tháng 2, quá cảnh tại sân bay Qatar, nhập cảnh vào sáng ngày 2 tháng 3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi về nước bà có biểu hiện ho sốt và ngày 9 tháng 3 vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận được điều trị cách ly tại đây. Bà Đặng Linh Trang, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang sở hữu trong tay ít nhất gần 30 tỷ đồng. Dữ liệu này mới chỉ là theo tính toán theo số gốc của bà ta tại doanh nghiệp này sau chuyến đi Mỹ trở về bà Đặng Linh Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang, dương tính với NCoV vào ngày 10 tháng 3, trở thành bệnh nhân thứ 34 của virus Vũ Hán. Theo thông báo ngày 10 tháng 3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất bà Trang đi ô tô riêng về thẳng nhà mà không ghé đâu. Trong 7 ngày từ khi về nước đến lúc nhập viện ngày 9 tháng 3, nữ doanh nhân ở nhà và ít ra ngoài. Bà ta có chỉ có tiếp xúc với 17 người tại công ty, sau đó bà khai lại lên tới con số 21. Bà khai đi khai lại như thế rất nhiều lần và không hề trung thực bởi vì có những mối quan hệ bà muốn giấu kín không cho ai biết. Thực tế vào ngày 3 tháng 3 bà còn gặp trực tiếp 4 nhân viên ở phòng và showroom tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay hai nhân viên đã dương tính với chị V19 đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh y tế Bình Thuận hoàn tất và hoàn toàn đã bất ngờ những thông tin này được cung cấp từ bà. Đến chiều ngày 14 tháng 3 qua nhiều lần lấy lời khai y tế, tỉnh Bình Thuận đã xác định thêm một số trường hợp khác. Tổng cộng có 31 người đã trực tiếp tiếp xúc gần với bà và 100 người thuộc diện F2. Bà Đặng Thị Linh Trang là cái tên nổi danh với doanh nhân Việt Nam, bà được biết đến là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc và là người đại diện công ty pháp luật của công ty chứng nhiệm hữu hạn Minh Trang, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực và kinh doanh các ngành nghề các kiểu. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003 và đang hoạt động đến nay, riêng một mình bà chiếm 75% cổ phần và 25% cổ phần còn lại thì là của ông Nguyễn Chí Minh. Người này không biết là chồng hay là gì, chúng tôi cũng chưa tìm hiểu được nhưng lại có cùng hộ khẩu với bà. Tìm hiểu thêm doanh nghiệp họ Nguyễn đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc của công ty thương mại Minh Đại Dương cũng có cùng một trụ sở với công ty của Minh Trang. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang, bà Linh cũng còn có nhiều cổ phần của nhiều công ty khác mà bà cùng sở hữu, có những công ty bà chiếm tới 50% cổ phần. Cuối cùng thì tổng giám đốc của tổ chức y tế thế giới WHO cũng công bố nạn dịch do coronavirus gây ra là đại dịch và báo động cho toàn thế giới về đại dịch này. Virus vũ hán không chỉ gây ra những thảm họa tại Trung Quốc mà giờ đây đã lan ra toàn thế giới, gây nên nỗi sợ hãi, hoảng loạn ở nhiều nơi, nhiều vùng dân cư, nhiều sự xáo trộn trong đời sống của người dân, những ảnh hưởng nặng nề với nhiều vùng dân cư đông đúc và nhất là nỗi sợ hãi của nhiều cư dân khắp nơi trên thế giới khiến cho nhiều hoạt động ngừng trệ, kinh doanh và sản xuất đình đốn. Nền kinh tế thế giới đã có những biến động mạnh mẽ sau đại dịch này. Đã nhiều tiếng nói cất lên với những lời lẽ gay gắt phản ứng với WHO về việc đã nuông chiều Trung Quốc trong suốt quá trình từ khi đại dịch xảy ra cho đến nay. Chẳng hạn như việc lần khẩn và không gọi đây là đại dịch. Việc luôn ca ngợi chính phủ của Trung Cộng trong việc đối phó với đại dịch và những thông tin từ phía nhà nước Trung Quốc công bố ra ngoài thế giới. Thậm chí người ta còn vạch rõ nguồn gốc sự nuông chiều này có sự thao túng của nhà cầm quyền Trung Quốc cùng với tổ chức WHO này. Như vậy đại dịch Vũ Hán đã không chỉ là riêng của Trung Quốc mà trái lại là một thảm họa cho nhân loại. Đứng trước một thảm họa dù muốn hay không, dù chủ quan hay cố ý thì người giận ta vẫn luôn tìm nguyên nhân của nó ở đâu. Trước việc virus Vũ Hán xuất hiện và lây lan nhanh chóng trên mạng thông tin toàn cầu, đã xuất hiện nhiều thông tin thậm chí là lời đồn thổi và nhiều thuyết âm mưu đã ra đời. Theo truyền thông và của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc công bố loại virus này bắt nguồn từ một Loài rơi và xuất phát từ chợ động vật hoàng dã tại Vũ Hán và lan truyền ra khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng sau đó, nhiều chứng cứ và thông tin cho rằng không phải là nơi xuất phát của loại virus này và nhiều người nhiễm virus phát bệnh đầu tiên không hề liên quan đến khu chợ kia. Rồi sau đó, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần thay đổi những thông tin về nguồn gốc xuất phát của loại virus này. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai chính thức tuyên bố đã tìm ra nguyên nhân nguồn gốc của nơi xuất phát của virus này. Đối diện với trách nhiệm trước đại dịch và để che giấu nguyên nhân của nó, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã tìm nhiều cách khác nhau. Việc đổi tên, virus Vũ Hán thành những tên khác nhau, ví dụ như COVID-19, hoặc sau đó Ủy ban Quốc tế về phân loại virus đặt tên là hội chứng hô hấp cấp nặng virus Corona 2, SARS-CoV-2, loại bỏ danh từ Vũ Hán, không loại trừ những tác động của Trung Cộng mà là một hành động trong chuỗi hành động đó. Tờ sao China Morning Post đưa tin trong cuộc họp báo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ trích những người nhắc đến mầm bệnh bằng tên virus Trung Quốc hay virus Vũ Hán là rất vô trách nhiệm. Thật hài hước rõ ràng là điều chính Trung Cộng đã đưa ra là virus Corona xuất hiện tại Vũ Hán và tên virus Vũ Hán, dịch Vũ Hán cũng từ đó mà ra. Nó cũng tương tự như bệnh sốt xuất huyết Nhật Bản dịch tả heo châu Phi Vậy mà cả Nhật Bản và Châu Phi không hề phản đối tại sao Trung Quốc lại dãy nảy lên như đỉa phải vôi như vậy. Thiết nghĩ việc gọi đúng tên virus Vũ Hán cũng chẳng hề có hại gì đến ai miễn nó có sự thật và trong đó người Trung Quốc không thấy có hành động điều gì khuất tất thì chẳng có gì phải ngại. Phải chăng như cha ông ta kinh nghiệm rằng cứ có tật thì hay giật mình. Thế nhưng với cả thế giới thì lại khác việc gì cũng cần gọi đúng tên chỉ đúng mặt. Chính vì thế trong các cuộc phỏng vấn trên trên CNBC và Fox News ngày 6 tháng 3 ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi virus corona chủng mới là virus Vũ Hán. Ông nói chính Trung Quốc nói rằng Vũ Hán là nơi khởi đầu của virus, đâu phải là từ ngữ của chúng tôi, từ ngữ của chính Cộng sản Trung Quốc đó. Đồng thời ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ bình luận của Trung Quốc rằng virus có bắt nguồn từ nơi nào đó ngoài Vũ Hán. Người ta nhớ lại vào tháng 11 năm 2002 bệnh dịch do hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS là một bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do một loại virus xuất hiện ở miền nam Trung Quốc nhưng chính phủ Trung Quốc đã giấu nhẹm về dịch bệnh này chỉ đến khi tháng 3 năm 2003 khi bệnh dịch đã lan tràn khắp nơi không thể khống chế thì mới có được thông tin rộng rãi và công nhận là đại dịch toàn cầu. Đến khi đó thì mọi sự đã quá muộn, nhiều người đã bỏ mạng với loại virus này và thế giới phải bị động, lúng túng trong việc đối phó với loại virus này. Với virus Corona Vũ Hán, sự việc cũng tương tự, nghĩa là nó xuất hiện từ cuối năm 2019, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã coi nhẹ và dỗ nhẹm thông tin, thậm chí đã hành xử theo lối Cộng sản là bịt miệng, những tiếng nói sự thật báo động về virus này cho xã hội. Việc bắt bớ những bác sĩ là cảnh báo về căn bệnh này là một ví dụ rất đặc trưng của Trung Cộng. Và cũng chỉ cho đến khi không thể kiểm soát nổi tình hình thì chính phủ Trung Cộng mới tuyên bố về dịch bệnh ở đây. Nhiều tiếng nói cảnh báo lên án và thậm chí phản đối cách hành xử của nhà cầm quyền Trung Cộng hết sức gây gắt nhưng hầu như không có tác dụng trong việc thay đổi tư duy truyền thông của độc tài việc duy nhất mà nhạc quyền cộng sản Trung Quốc làm là vẫn bịt miệng và đưa ra những thông tin theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản bất chấp sự thật đã xảy ra Chính vì thế hàng ngàn người đã bỏ mạng vì loại virus này cũng như nhiều khu vực dân cư đông đúc trên thế giới đã phải xáo trộn vì loại virus xuất hiện ở Vũ Hán lây lan và lan truyền một cách mạnh mẽ như hiện nay mọi sinh hoạt của toàn bộ thế giới bị rối loạn hàng loạt trường học bị đóng cửa nhà máy công sửa ngừng hoạt động mạng người bị đe dọa một cách âm thầm và con người luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ tai họa ập xuống chính mình và toàn xã hội cộng đồng. Cũng trong các cuộc phỏng vấn trên n trên CNBC và Fox News ngày 6 tháng 3, ngoại trưởng Mike Pompeo đã chỉ trích Trung Quốc đã công bố dữ liệu không đầy đủ về dịch virus vũ hán và đã gây ảnh hưởng việc chống dịch tại Mỹ. Thế nhưng thay vì nhận lỗi về sự phản ứng chậm chạp và độc đoán của mình, nhà công quyền Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách đổ lỗi và chạy tội. Mới đây hôm 12 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên viết trên Twitter rằng quân đội Mỹ có thể đã mang virus corona mới đến Vũ Hán. Ông ta viết bệnh nhân số 0 của Mỹ có từ khi nào và bao nhiêu người đã bị nhiễm, tên của các bệnh viện là gì. Có thể chính quân đội Mỹ đã đem dịch bệnh đến Vũ Hán Hãy minh bạch đi, công khai dữ liệu đi, Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích. Như vậy, cuối cùng thì vẫn như truyền thông xưa nay với cách hành xử của Đảng Cộng sản, cứ mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài Đảng ta. Khi không thể giải quyết được một cách đường đường chính chính thì người Trung Quốc bắt đầu đổ vào thế lực thù địch và Mỹ là đối tượng đầu tiên nhắm đến, cũng y xì như Cộng sản Việt Nam. Nếu như có chuyện gì mà không tốt xảy ra thì đổ do Việt Tân và một số thế lực do Mỹ đào tạo mà ra. Tuy nhiên điều mà người ta thấy trở thành nhàm chán là những lời nói của người Trung Quốc xưa nay vẫn có truyền thống nói một đàng làm một nẻo và thường xuyên nói ngược sự thật trong những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của chính mình. Điều này cho ông ta đã có kinh nghiệm rằng đó là những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng nên chẳng mấy ai chú ý. Chính vì vậy những lời kết tội của quan chức Trung Cộng nói trên chỉ trở thành chuyện vui cho những ai thích hài hước mà chẳng mấy ai quan tâm để ý làm gì. Những quan chức của Cộng sản Trung Quốc dù rất thuộc bài nhưng muôn đời vẫn không thể làm theo câu ngạn ngữ của người xưa rằng người ngu si luôn đổ lỗi cho người khác, người biết khôn chỉ đổ lỗi cho chính họ và người thiện trí chí thì chính thức không đổ lỗi cho bất cứ một mình ai. Đại dịch phát sinh từ Vũ Hán gây nên một cơn chấn động lan tỏa khắp hành tinh. Dân chúng trên thế giới hạn chế du lịch, hạn chế đi nhà hàng và tụ tập giải trí đông người. Công xưởng toàn cầu Trung Quốc dần phục hồi chậm chạp do sợ dịch tái bùng phát. Trong khi doanh nghiệp châu Âu và Hoa Kỳ và khắp nơi có nguy cơ bị tê liệt trong một vài tháng gần đây. Dầu thô phá giá từ 60 đô la xuống còn 30 đô la giảm tới 50% một thùng chỉ trong vòng 30 ngày. Thị trường chứng khoán thì tụt dốc thảm hại, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng sụp đổ đè nặng lên khả năng thanh toán nợ công lẫn nợ tư trên toàn thế giới, dẫn đến triển vọng suy thoái toàn cầu năm 2020 và 2021. Từ sau cuộc đại suy thoái 2007-2008, do nhiều ngân hàng trung ương tung ra những gói kích cầu khổng lồ khiến cho thế giới ngập lụt tiền Tổng số nợ trên hành tinh tăng vọt 257.000 tỷ đô la, tức là 3.2 nhân GDP toàn cầu. Đó là chưa kể những chi phí tức thời bởi đại dịch Vũ Hán gây ra. Vì các ngân hàng trung ương giữ lãi suất thấp nên tiền dồn vào những chỗ có rủi ro cao để kiếm lời. Nay cơn đại dịch Vũ Hán cắt giảm thu nhập của các đầu tư bấp bênh này nên để châm ngòi nổ cho sự sụp đổ thị trường tín dụng kéo theo sự suy thoái của nhiều nền kinh tế trên toàn thế giới. Trong tổng số 257.000 tỷ đô la nợ trên hành tinh thì nợ công hiện chiếm 70% ngàn tỷ đô la Mỹ, chung dẫn đầu là nợ. Nợ nước ngoài của các quốc gia đang phát triển tăng đến 8,3 ngàn tỷ đô la, Kinh tế đình trệ do đại dịch Vũ Hán khiến cho nợ công của nhiều quốc gia nhảy vọt khi thuế thu vào giảm mạnh, trong khi nhà nước lại phải tung thêm nhiều gói hỗ trợ mới. Trong số các nước thì Hoa Kỳ vẫn có thể in thêm đô la chi dùng. Trung Quốc còn dự trữ trên 3.000 tỷ đô la. Đức, Nhật lệ thuộc vào xuất khẩu nên sẽ rơi vào suy thoái nhưng vẫn còn mượn được tiền ngược lại ý tây ban nha bồ đào nha hy lạp iran venezuela argentina vốn đã trao đảo trước đại dịch vũ hán rồi đây còn thảm hại hơn nữa thị trường xuất khẩu của những nước đang mở mang như việt nam còn có nguy cơ giảm mạnh cùng với ngành du lịch và nhu cầu tiêu thụ trong nước sụp đổ cộng thêm dòng tiền từ nước ngoài gửi về cạn kiệt xăng dầu hạ giá nhưng chẳng ai muốn ra khỏi nhà dù thiếu hụt nhưng nợ vẫn đòi trước đây còn trông vào IMF hay Mỹ chung nâng đỡ nhưng nay thì khủng hoảng tràn lan trên toàn thế giới. Chính Hoa Kỳ và Hoa Lục đều thành nạn nhân nên không còn nhiều khả năng giúp đỡ như trước. Bài học năm 1998 cho thấy khủng hoảng tín dụng tại các nước đang phát triển lây lan nhanh chóng không kém gì vi khuẩn Vũ Hán. Giả sử Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Iran, Venezuela, Argentina vỡ nợ thì dòng tiền sẽ thoái vốn, dây chuyển ra khỏi những nước Đông Á, Nam Á và Nam Mỹ chạy về trú ẩn an toàn ở Mỹ, Đức, Nhật. Ngay cả Trung Quốc cũng không thoát khỏi tình trạng chảy máu ngoại tệ như từng xảy ra vào năm 2015. Về phần nợ tư, công nhân viên dù tạm nghỉ làm việc trong dịch nhưng vẫn phải trả tiền ăn, tiền nhà và tiền y tế. Nhà hàng vắng khách nhưng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, công ty đình trệ nhưng vẫn phải trả hóa đơn tiền lương. Trước đây do lãi suất thấp nên doanh nghiệp dễ dàng vay mượn, nay đến hạn kỳ trả nợ thì doanh thu không có, tổng số nợ doanh nghiệp ở Âu Mỹ, Trung Nhật lên đến 19.000 tỷ đô la, trong khi nhiều công ty ở các nước đang mở mang như hàng không Việt Nam vay mượn tiền mua máy bay trong thời gian phát triển. Kỹ nghệ dầu đá phiến của Mỹ lệ thuộc vào mức giá 40-60 đô la để tồn tại. Nay dầu chỉ còn 30 đô la mỗi thùng, không khỏi nhiều công ty sẽ bị phá sản hàng loạt. Nhà đầu tư nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett từng nói: Nước dòng mới biết ai nào tắm ở trường. "You only find out who is swimming naked when the tide washes out." Mỹ, kỹ nghệ du lịch hàng không, dầu hỏa, các công ty nhỏ và vừa những doanh nghiệp yếu vốn và các quốc gia lệ thuộc vào xuất khẩu, những nước mang nhiều nợ có thể sẽ bị phá sản hàng loạt, ảnh hưởng dây chuyền sẽ lan truyền đến thị trường nhà đất vì ai nấy cũng giữ tiền mặt không dám mua nhà cho dù lãi suất cực rẻ. Ngân hàng là quả tim bơm tiền cho hệ thống tư bản, quan trọng như máu chảy toàn cơ thể. Ở Trung Quốc ngân hàng cho vay theo mệnh lệnh của Bắc Kinh, trái lại với ngân hàng Tây phương thuộc về tư nhân, gặp khủng hoảng thì tự động co rút tiền mặt giống như mỗi gia đình tư nhân khiến cho tín dụng trở nên khan hiếm. Doanh nghiệp không thu nhập lại không thể vay mượn, trả hóa đơn và lương bổng hàng tháng nên mang nguy cơ phá sản hàng loạt. Cho nên biện pháp khẩn thiết đầu tiên là các ngân hàng trung ương Âu Mỹ hạ thấp lãi suất và bơm tiền để ngân hàng tư nhân tránh hốt hoảng và tiếp tục cho vay ngắn hạn. Nhu cầu cấp thời kế tiếp là tiền đến từng gia đình để trả tiền nhà, nhu yếu phẩm và y tế do công ăn việc làm bị đình trệ. Hồng Kông áp dụng chính sách tiền trên trời rớt xuống, tự động gửi chi phiếu 1.300 đô la Mỹ đến mỗi gia đình trong thời gian dịch bệnh. Nhiều biện pháp khẩn cấp khác như nhu cầu chủ nợ và công ty điện nước tạm dừng không đòi tiền hàng tháng, tăng tiền, thất nghiệp và y tế giúp cho công nhân trả tiền nhà, tiền ăn, tiền bác sĩ trợ cấp khẩn thiết cho nhà hàng và hàng không du lịch dầu hỏa sống còn và không ồ ạt sa thải nhân viên trong một tháng một vài tháng tới đây các biện pháp này vô cùng tốn kém trong khi thuế thu vào không có Mỹ, Trung, Đức, Nhật còn xoay sở ra tiền nhưng những nước còn lại không biết vay mượn ở đâu nhất là Cộng sản Việt Nam nguồn vốn duy nhất ở Trung Cộng thì hiện tại Trung Cộng lo cho thân mình còn không nổi lấy đầu nó lo cho thằng đàn em Cộng sản Việt Nam những biện pháp khẩn thiết nói trên chỉ có thể kéo dài 2 đến 3 tháng với hy vọng là vi trùng Vũ Hán sẽ chết tiệt vào mùa hè và hoạt động kinh tế dần dần khôi phục lại. Nhưng nếu dịch bệnh tiếp tục hoành hành khiến cho dân chúng không dám ra khỏi nhà, 6 đến 7 tháng kinh tế thế giới sẽ ra sao? Không thể nói đến kích thích và phục hồi kinh tế nếu như dịch Vũ Hán vẫn chưa bị ngăn chặn. Việc này còn tùy thuộc vào nhiều giới khoa học và thời tiết nhiều nơi là nhà nước. Nhưng chính quyền có thể giúp bằng cách tăng ngân khoản nghiên cứu y tế, ban bố cách ly và giữ gìn an ninh tránh khoảng hoảng loạn và hỗ trợ cho những khu vực bị cô lập. Giả sử dịch bệnh lắng dịu thì mới tính đến phục hồi kinh tế, trong trung hạn thì nhà nước có thể giảm thuế lương bổng và thuế tiêu thụ để nâng đỡ mức cầu. Bơm tiền và lãi suất thấp để hỗ trợ mức cung riêng Hoa Kỳ và Đức có thể tung ra nhiều chương trình đầu tư hạ tầng khổng lồ nhằm tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp. Tổng số nợ trên thế giới có thể tăng vọt lên 300-500 ngàn tỷ đô la, nhưng đối với những nước bị ảnh hưởng dây chuyền mà không có khả năng vay mượn thì sẽ gặp vô vụ vô cùng là nhiều khó khăn. Ở những nước kinh tế độc lập thì có thể họ sẽ giúp cho người dân rất nhiều, nhưng với ở công... ở một nước kinh tế xã hội chủ nghĩa như ở Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng sẽ ép dân nộp những đồng thuế còn còm cõi trong thời dịch bệnh như thế này và không cần biết đến họ sống chết ra sao trong dài hạn thế giới sẽ phải xếp xét xế lại mô hình toàn cầu hóa hiện thời tự do mậu dịch thường được xem là giải pháp tốt nhất để phân phối hữu hiệu dây chuyền sản xuất nay lại bộc lộ nhiều yếu điểm tận gốc rễ do công xưởng sản xuất dồn về Trung Quốc và các nước Á Châu khiến cho nền an ninh quốc gia của nhiều nước phương Tây trở thành lệ thuộc vào ngoại quốc. Hiện 90% dược liệu bán ở Hoa Kỳ có xuất xứ từ Trung Quốc. Công nghệ 5G của Hoa Vi dẫn đầu thế giới tạo ra lỗ hổng quốc phòng đến mọi quốc gia muốn mua bán giá hạ. Chiến tranh mậu dịch và dịch bệnh Vũ Hán sẽ làm thay đổi bộ mặt của toàn cầu hóa trong 10 năm tới đây. Dịch Covid-19 ngày 19 tháng 3, Ý có thêm 475 người chết cao kỷ lục trong một ngày. Ý đang là tâm dịch của trị vi 19 ở châu Âu, ghi nhận có 475 ca tử vong trong ngày 18 tháng 3. Đây cũng là ngày có số người trêu chết nhiều nhất ở nước này, trong khi Mỹ đã ghi nhận hai người gốc Việt tử vong. Chia sẻ với tuổi trẻ online, anh Asfeldo một người sống ở Ý cho biết bản tin cuối ngày luôn là bản tin căng thẳng nhất cho anh và những người khác. Theo hãng tin Reuters, tổng số ca tử vong chỉ riêng ở nước Ý đến 2.978 người. Tổng số người nhiễm virus được xác định là 35.713. Tổng số ca khỏi bệnh là 4.025 người. Khoảng 2.257 người đang được chăm sóc ở các phòng chăm sóc đặc biệt tại Pakistan. Bộ trưởng Y tế Jawa Misa thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do virus Vũ Hán ở nước này. Tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán ở Pakistan hiện là 260 trường hợp. Bồ Đào Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Theo AFP, Bồ Đào Nha ngày 18 tháng 3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày có hiệu lực từ nửa đêm dạng sáng ngày 19 tháng 3 để phối hợp với dịch bệnh COVID-19. Biện pháp cũng có thể được gia hạn trong nhiều tháng. Hành động này sẽ do chính phủ thực thi và các biện pháp cứng rắn buộc người dân phải hạn chế di chuyển, ngừng biểu tình và cưỡng chế cách ly. Đây là lần đầu tiên quốc gia có dân số khoảng 10 triệu người ở châu Âu công bố tình trạng khẩn cấp kể từ năm 1970. Hiện Bồ Đào Nha có 448 trường hợp nhiễm COVID-19 và 2 ca tử vong. Các chuyên gia y tế của nước này cảnh báo con số người nhiễm bệnh ở Bồ Đào Nha sẽ tăng lên ít nhất là đến cuối tháng 4 năm 2020. Bồ Đào Nha đã cấm tụ tập từ 100 người trở lên, đóng cửa trường học, câu lạc bộ đêm, hạn chế số khách vào nhà hàng cùng lúc hạn chế người thăm viếng của các viện dưỡng lão. Pháp gần 90 ca tử vong trong 24 giờ. Trong 24 giờ qua Pháp đã ghi nhận thêm 89 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 1.404 ca mắc mới nâng tổng số trường hợp tử vong lên 264 ca và số mắc lên 9.134 người. Ngoài ra, trong số 3.626 bệnh nhân phải nhập viện có 921 người trong tình trạng phải chăm sóc đặc biệt. Theo AFP, trong ngày 18 tháng 3, ngày đầu tiên phải cách ly nghiêm túc tại nhà Cảnh sát Pháp đã xử phạt 4.000 trường hợp vi phạm yêu cầu ở nhà để hạn chế sự lây lan của virus Vũ Hán của nhà cầm quyền Pháp. Trên kênh truyền hình TF1, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Trich Topaz Katner cho biết ngày 17 tháng 3 nhà chức trách chỉ phạt nhắc nhở 35 euro nhưng từ ngày 18 tháng 3 trở đi mức phạt sẽ là 135 đến 375 euro với những ai thích đùa với pháp luật. Cộng hòa Mauritius một đảo quốc ở châu Phi vừa xác nhận 3 trường hợp nhiễm trị vi 19, chủng mới đầu tiên. Theo tuyên bố của nhà cầm quyền Maurice Thiers ngày 19 tháng 3, tuổi của ba người bệnh nhân lần lượt là 21, 25 và 59. Các ca bệnh trở về từ nước ngoài, hai người làm việc trên du thuyền và người kia trở về từ Anh. Úc vẫn mua sắm trong hoàn loạn Và các siêu thị ở Úc hiện tại đã chống chơ Không còn gì để mà mua bán Nhiều siêu thị hầu như không còn hàng Còn nhiều siêu thị thì còn hàng Và tình hình thì theo báo News của Úc Ngày 19 tháng 3 số ca dương tính với virus Vũ Hán ở Úc là 596 Và với 43 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn 6 ca tử vong Hiện ở Úc vẫn còn tình trạng mua sắm hoảng loạn và rất khó mua giấy vệ sinh. Đã có người Mỹ gốc Việt tử vong. Tiểu bang Washington vừa có hai người Mỹ gốc Việt tử vong do virus Vũ Hán. Đây có thể là những người gốc Việt đầu tiên tử vong do virus này trên thế giới theo VOV. Thông tin về hai trường hợp tử vong này trên đã được đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ xác nhận. Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1946, tử vong do virus Vũ Hán ngày 16 tháng 3 giờ Mỹ tại thành phố Seattle, bang Washington. Bang hiện có tỷ lệ tử vong do virus Vũ Hán cao nhất ở Mỹ. Bà có dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một nhà dưỡng lão vào ngày 9 tháng 3 và tử vong sau một tuần nhập viện. Trường hợp thứ hai là một người lớn tuổi, bị mù, sống ở một nhà dưỡng lão tại tiểu bang Washington. Bệnh nhân qua đời sau khi nhập viện 24 giờ với triệu chứng sốt và dương tính với virus corona. Ông Mario Diaz Balart, nghị sĩ Cộng hòa ở bang Florida là thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ được xác nhận nhiễm virus Vũ Hán. Theo Reuters, ông Diaz Balart cho biết mình cảm thấy khỏe hơn và kêu gọi mọi người có thái độ nghiêm túc với đợt bùng phát dịch tuân thủ các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC nhằm tránh bị nhiễm và lây virus cho người khác. Ông Dai Balas bắt đầu tự cách ly vào ngày 13 tháng 3 và ở Washington thay vì trở về ở bang Florida vì vợ của ông có bệnh nền. Đến ngày 14 tháng 3, ông xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu và mới biết mình dương tính cách đây không lâu. Theo hãng Reuters Bộ Y tế Panama xác nhận số ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới tăng 23 trường hợp từ 86 của ngày trước đó lên 109 ngày hôm nay. New Zealand ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới, tất cả đều liên quan đến người trở về từ nước ngoài. Tổng số trường hợp nhiễm bệnh virus Vũ Hán là 28 ở xứ Kiwi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi